chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình thay nhớt cho chiếc Z1000. Thì bữa nay có xài cái chai mà Luce Moi System Liner. Giá của sản phẩm này thì các bạn có thể là vào Facebook của mình inbox rồi mình báo giá cho các bạn nha. Đó. Chiếc Z1000 này hoặc là những cái dòng xe mà 4 máy á, thì chúng ta xài xúc rửa động cơ tầm khoảng 150ml. Đó, để xúc động cơ 4 máy là khoảng từ 3,8 lít đó. Dung tích nhớt máy của mình là trên 3 lít là mình xài là 150ml nha các bạn. Thì khi mà chúng ta xài cái sản phẩm này, chúng ta mở cái nắp của cái ốc nhớt nè, ngay chỗ cái máy nè, rồi mình đổ 150ml vào, nổ máy tầm khoảng 15 phút không có vặn ga cho nó nổ ganti giống như vậy. Rồi chúng ta phải để 1-2 phút cho nhớt, rồi những cái mà càng bẩn nó hồi xuống dưới cái cát nhớt thì chúng ta sẽ xả nhớt ra, đồng thời là thay lọc nhớt. Thì khi mà mình xài cái xúc rửa động cơ này thì mình sẽ để cho nhớt nó ra thật là sạch và kỹ, rồi chúng ta mới thay nhớt mới cũng như là cái lọc nhớt. Hôm nay chiếc Z1000 này thì thay nhớt Annie 5W40 nha. Lọc nhớt cho Z1000 cũng như những cái dòng mà từ Z300 trở lên đó là chúng ta sử dụng là lọc KVN 303 nha các bạn. Lọc KVN này thì có giá là 320.000. Nhớt Any 5W40 thì có giá là 285.000 một bình nha. Phụ gia nhớt E59 thì hôm nay chiếc xe Z1000 này sẽ xài E59. Thì cái này là mình tưởng bạn lên mua sản phẩm nên là mình đã chiết lẻ ra cái lọ giống như vậy. Thì khi mà mình bán cho các bạn nào mà ở xa mà muốn mua lẻ E59 chỉ về xài cho một lần á, thì mình sẽ đựng ở trong này, hoặc là ví dụ như 30ml mình sẽ đựng trong một cái bịch nhỏ nha. Tại vì nếu mà 30ml mình đựng trong này á, là nó sẽ dính cái hộp hết rồi. Đây các bạn hãy thấy là so chiều cao giữa chiếc Z9 và Z1000 thì chiếc Z9 này có cái yên đằng sau cao hơn nha. Và cái cổ lái cũng cao hơn rất là nhiều. Do cái chống nghiêng của chiếc Z1000 này nó hơi nghiêng qua nhiều, nhưng mà thật sự ra mà nếu mà so thì cái cổ lái là có lẽ là Z9 cũng cao hơn. Đây là đầu đèn của Z9 và Z1000. Đó, bạn thấy là ở phía trước Z9 này có lẽ là cao hơn rất là nhiều so với Z1000 nha. Chiếc Z1000 đã đi mất rồi. Bây giờ chỉ còn một chiếc Z9 thôi. Đó. Lâu lâu có bạn lên thăm Z9. Giờ bạn mới về mất tiêu. Các bạn có thể là đang thắc mắc là không biết là tại sao mình tháo yên xe Z9 ra. Do chiếc Z1000 hồi nãy cái bình nó bị hư. Bây giờ bạn đó đang chạy về và không có dám tắt máy ở giữa đường, tại vì do cái bình nó hư. Thì khi mà cái bình mà nó không cầm điện á, các bạn bấm đề nó sẽ kêu tạch tạch tạch, nó không có lên, không nổ máy được. Đó thì phải câu điện. Khi mà mình bị hết bình như vậy á, cái cách mà đơn giản nhất mà khi mình đi tour thì đi với hai người, hoặc là xui lắm luôn mình đi một mình mình, thì các bạn có thể là ghé để mình kiếm cái bình nào đó mình cùng với lại cái ampe, nói chung là kiếm được cái giống như là cái bình zin này thì chắc cũng hơi khó xíu á, nhưng mà này hên xui. Còn nếu không á, các bạn có thể là nếu mà gần về tới nhà rồi đó, mình sẽ câu hai cọng dây điện từ hai cực này qua bên hai cực của cái bình khác, rồi mình bấm đề cái xe lên là sẽ nổ máy. Nhưng mà lưu ý các bạn là nó chỉ nổ máy cho mình chạy thôi, chứ nó không sạc được nữa, tại cái bình nó hư rồi, điện nó không vô đó. Thì mình cứ để vậy mình chạy hoài về tới nhà. Còn nếu mà các bạn tắt máy thì nó sẽ tắt theo luôn. Hôm nay thì mình thay nhớt cũng như là xúc rửa động cơ, rồi thay
rồi có phụ gia E59 nữa. Thì mình phát hiện ra một cái vấn đề rất là hay, đó là khi mà mình sử dụng cái phụ gia mà xúc rửa động cơ Lucem System Cleaner đó, mình phải chạy cái xe cho thiệt là nóng. Ví dụ như là các bạn đi đâu công chuyện chẳng hạn, đi kẹt xe hay là đi đường dài đường xa gì đó, khi bạn tới đổ cái dung dịch mà xúc rửa động cơ vào, cái sức cái nhiệt độ trong máy cũng như là mình nổ máy 15 phút cho nó làm sạch cái động cơ nó sẽ rất là tốt. Rồi ví dụ như các bạn mà để cái xe nguội ngắt, các bạn đổ cái đó vô và nổ máy 15 phút thì thật sự ra là cũng vẫn được thôi, nhưng mà nó sẽ cái mức độ mà làm sạch thì nó không có bằng. Với lại các bạn biết cái vấn đề gì không, đó là cái nhớt nó ra nhanh khi mà cái máy của mình nó nóng á, mình xài xúc rửa động cơ máy nóng á, nổ máy 15 phút mình xả ra thì cái thời gian cao nhất đó là từ 20 tới là nửa tiếng đồng hồ là nhớt cũ của mình ở trong động cơ nó ra sạch hết. Còn nếu như mà các bạn mà để cái xe nguội mình nổ máy 15 phút sau mình xả ra thì cái thời gian mà mình chờ để cho nhớt cũ nó ra có thể là từ 1 tiếng tới là 2 tiếng đồng hồ đó. Cho nên là đây là một cái mẹo để mình xài cái xúc rửa động cơ cho nó hiệu quả mà nó nhanh ra hết nhớt cũ đó. Thì cũng muốn chia sẻ với các bạn luôn. Cái gì mà mình cảm thấy là nó ok, nó hay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Mình không có giống như những cái chỗ mà bán hàng khác thì người ta có cái gì là người ta giấu, người ta dém lại để người ta xài. Còn riêng mình thì mình lúc nào mình cũng ví dụ như là khách tới đây làm mình sẽ hướng dẫn cho khách luôn. Ví dụ như các bạn có thể là tự mình mua dụng cụ rồi tự mình thay nhớt ở nhà luôn, không cần phải đem tới mình hoặc là đem tới hãng hay đem bất cứ chỗ nào khác hết. Đó là lợi ích khi mà các bạn mà thay nhớt và sử dụng dịch vụ bên mình. Thì mình là điều hướng dẫn cho tất cả các bạn có thể là tự mình xử lý được. Tại vì khi mà bạn mà muốn đi tour chẳng hạn, đi tour có thể là đi Sài Gòn mà ra tới Sapa rồi đi những cái vùng mà Tây Bắc chẳng hạn, hoặc là đi Cam, đi Lào rồi đó, thì các bạn không thể nào mà bạn chạy vào những cái chỗ mà thay nhớt mình nói có thể là người ta không hiểu và này kia người ta không làm cho mình. Tại vì mình đi xe lớn mà, cho nên đó là mình phải tự am hiểu cái kiến thức. Ví dụ như bình thường là mình không có thời gian hay là gì đó ở Sài Gòn, mình có thể là chạy qua bên mình để mình thay nhớt chẳng hạn, hoặc là anh em lâu lâu giao lưu với nhau cũng vui đó. Còn ví dụ như mà các bạn phải có một cái kiến thức nào đó để mình tự mình bảo trì bảo dưỡng hoặc là mình thay nhớt trên cái chặng hành trình của mình thì nó sẽ tốt hơn. Tại vì không phải là chỗ nào cũng nhận thay nhớt cho xe phân khối lớn và người ta làm không bao giờ mà bằng mình được. Các bạn lưu ý là không có cái chỗ nào mà làm ok nhất bằng bản thân mình tự làm cho chiếc xe mình đó. Tuy nhiên là không phải là bản thân mình lúc nào cũng làm tốt đâu. Tại vì khi mà mình làm như vậy thì mình sẽ bị giống như cái cảm giác mà lần đầu tiên mà bạn xả ốc nhớt ra bạn sẽ rất là sợ. Rồi mình không biết là mình làm sao mình dặn vô nó có bị hư, bị này nọ hay không. Đó là lý do bạn thay nhớt ở bên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Thậm chí là mình sẽ cho các bạn tự tay tháo ra và hướng dẫn các bạn cách gắn lọc nhớt cũng như là ốc nhớt vào như thế nào cho nó đúng cách nhất. Cũng như là ví dụ như là mình phải xài phụ gia hoặc là mình xài nhớt bao nhiêu cho chiếc xe của mình đó. Và cho bạn đứng kế bên bạn theo dõi luôn. Nhiều chỗ mình tới, nhiều chỗ rất là bực mình. Mình tới mình làm dịch vụ mà người ta cứ đuổi mình vô. Vô hôm đó ngồi đi, lấy ngoài này làm. Thì thật sự ra các bạn biết là khi mà mình tháo ráp cái xe hay này nọ đó thì khách mà đứng gần gần đó, thì có nhiều khi mà nó bị vướng chỗ, mình làm sẽ lâu hơn đó. Nhưng mà còn ví dụ như những cái vấn đề mà đơn giản thì theo mình nghĩ là cứ cho khách lại tận mắt mình coi cái dịch vụ mình làm như thế nào, chứ không cần phải đuổi khách vào. Tại vì mình đuổi khách vào để mình làm ẩu làm tả cho người ta đó. Cho nên là các bạn mà khi tới với mình thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tự tay để làm cho chiếc xe của mình tốt hơn nha đó. Còn nếu như mà các bạn mà muốn tới mình để mình giao lưu, để mình làm kỹ hơn thì có thể là liên hệ với mình Phạm Tấn Sunat nha. Cái này là do anh em đồ hai kêu mình như vậy cho nên là mình lấy tên như vậy luôn đó. Cái chữ Sunat của mình có thêm chữ X nữa cho nên là nó không có sợ mà bị vi phạm bản quyền đâu. Lọc nhớt thì các bạn biết hồi nãy mình mới vừa tháo cho chiếc Z1000 thì cái lọc nhớt thật sự ra là nếu như mà mình không có cái cạo dây mà mình mở là mình bó tay luôn, chứ cái phi vụ hồi nãy rồi đó. Hôm hôm rồi đó là có một chiếc MT03, cái clip đó mình có quay cho các bạn xem,
Không biết ở đâu mà dặn cái lọc nhớt mà ta nói thì cứng không thể nào mà mở được luôn đó. Mà cũng may mắn là mình có cái cảo rồi, mình đào đồ nghề mình nay mình cũng đầy đủ rồi, tại vì mình sau mỗi một lần mà mình vấp ngã là mình rút ra một cái kinh nghiệm cho bản thân, là tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ mà bị phạm vô cái sai lầm đó lần nữa đó. Thì hôm nay mở cái lọc nhớt ra cũng cứng y chang cái lọc nhớt hôm hổm, nhưng mà may mắn là đồ nghề đầy đủ ngon lành, xử lý được tình huống nó rất là lẹ đó. Các bạn thấy là một cái chuyện mà mình thay cái lọc nhớt thôi, nghe nó đơn giản là chỉ mở lọc nhớt ra rồi thay thôi, đâu có gì khó. Nhưng mà cái khó là do cái người mà người ta thay trước mình rồi, người ta làm như vậy rồi tới lượt mình làm cho khách đó, nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thứ nhất là khách đó, người ta biết là do cái thợ cũ làm như vậy, người ta cũng không trách mình đâu, nhưng mà mình tự thấy là mình áy náy, là khi mà người ta tin tưởng mình, người ta đem tới xe tới mình làm cho mình mà mình làm nó không có được mà trọn vẹn thì nghe cũng rất là buồn đó. Còn khách không bao giờ mà suy nghĩ gì giống như là kiểu mình làm ba trận hay này nọ, tại vì các bạn biết đó, là khi tới với mình làm đó là giữa khách với lại thợ nó không có cái khoảng cách đó, nó đặc biệt ở cái chỗ đó, chứ không phải giống như một cái tiệm bình thường mà các bạn vào là giữa khách với thợ là nó có một cái khoảng cách rất lớn. À, đối với mình thì không có khoảng cách nào hết, và những người khách mà tới với mình vừa là khách là vừa là bạn luôn. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này nha. Khi nào mà mình mở tiệm ở Sài Gòn thì mình sẽ cố gắng hết sức để làm tốt nhất có thể, để cho các bạn có một cái dịch vụ, một cái nơi mà mình tin tưởng và uy tín để mình có thể là làm những cái mà bảo dưỡng nhẹ cho chiếc xe mình. Đó, cảm ơn các bạn rất là nhiều.